Cửa hàng Gia Đình Audio xin kính chào tất cả các bác anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Gia Đình. Thông báo các bác thì hiện tại là bên em đang còn một ít cái dòng loa Behringer 3 đường tiếng. Đây là một dòng loa hàng mới chính hãng, mang công nghệ của Đức các bác nhé, của Germany. Loa này thì thiết kế là một bát 30, một chung và một chép. Mặc dù các bác nhìn loa 30 nhưng mà form thùng của nó thì rất là to, đúng không ạ? Rất cao to. Nhìn như kiểu loa dòng loa 40. Ở đây thì số lượng hôm trước là bên em về là được hơn chục cặp các bác nhé. Và hiện tại thì cũng chỉ còn vài ba cặp thôi. Nọ này thì hàng vẫn túc tắc lên đường cho các bác. Ngày mai thì cũng sẽ lên đường một cái đôi loa Behringer 3 đường tiếng cho một bác khách ở Hà Nội. Cái này thì đi theo đường xe khách. Đi xe khách thì chỉ việc bọc bìa ôm sát lên loa từng quả một, vận chuyển cho nó gọn, cho nó nhẹ các bác nhé. Đây là những cái mã loa, mã súp là bên em nhập theo kiểu là hàng tồn kho, cho nên là nó có một cái giá rất là tốt. Và hàng này thì bên em nhập trực tiếp ở bên China các bác nhé, không qua một nhà phân phối nào, cho nên là giá của nó lại càng êm so với lại hàng mới chính hãng mà được nhập đường chính ngạch về Việt Nam qua nhà phân phối thì nó rẻ hơn, được tới tầm ít nhất là 1/3 và một nửa các bác nhé, gần một nửa. Bên em đã tìm hiểu cái loa này, một số hãng ở Việt Nam phân phối thì giá của nó, cái cặp bát 30 này thì không có giá là dưới 20 triệu các bác nhé, không có giá dưới 20 triệu, như vậy là rẻ tới được ít nhất là tầm một nửa đấy. Kể cả là những cái dòng loa siêu trợ lời kia, hoa súp này, cũng có giá là rẻ hơn tới hơn một nửa. Và đây là hàng mới cho nên là nó sẽ có hộp, có thùng, rồi có các cái thông số rất là chi tiết các bác nhé. Có sách hướng dẫn sử dụng, thùng hộp nó đây. Do bên này thì nó hơi cửa hàng nó chật, nó có nhiều loa nên bên em chỉ mang về đây một vài hộp để giới thiệu tượng trưng thôi anh em nhé. Cái thùng này nó rất là cồng kềnh, nó rất là to. Đấy. Thùng này thì nó còn to gấp rưỡi cả loa. Loa thì nó đã to rồi, mà thùng này thì nó lại còn hoành tráng hơn. Đấy. Cái thùng này họ còn đóng theo kiểu thùng kép các bác nhé. Đấy. Thùng hai lớp bìa kìa. Cái thùng này cũng đã rất là nặng rồi. Mấy cân cái thùng này? Cao to. Bìa cũng rất là dày. Thùng này thì các bác nào cần thì bên em sẽ gửi kèm hoặc là đóng cùng với loa. Còn nếu mà các bác không cần thì chúng ta có thể bỏ qua, vì đóng cái thùng như thế này nó rất là cồng kềnh các bác nhé. Đấy. Các cái thông số của nó rất là đầy đủ. Loa thì củ bát của nó là 200W này. Đấy. Theo kiểu là 3 way, tức là 3 đường tiếng này. Bát trung chép trở kháng 8 ohm các bác nhé. Đấy, 12 inch ở đây, 12 ở đây tức là loa bát 30 đấy. Đấy, mọi thông số người ta ghi nó rất là đầy đủ, chung chép này. Ở đây thông số họ ghi rất là chi tiết này, là cân nặng này. Đấy, cân nặng của nó là 30,2 kg là cân thực này, rồi 37 kg là có cả bìa này các bạn. Đấy, seri mã vạch đầy đủ anh em nhé, không thiếu một cái gì cả, kể cả ở ngoài thùng này. Đấy, có cả tem check mã vạch và có cả trang web đầy đủ Behringer.com, Eurocom. Ở đây thì có sách hướng dẫn đầy đủ. Cái loại màu trắng này thì nó còn có cả găng tay nữa các bác nhé, tặng kèm cả găng tay để chúng ta sử dụng khi chúng ta nắp ráp cũng như là vận chuyển để nó tránh bẩn loa đấy. Và cái loa màu trắng này thì chúng ta nhìn nó rất là sang và sạch. Ở đây thì nó có tới 3 quyển sách, 2-3 quyển sách hướng dẫn sử dụng của một số nước. Ở đây này có cả của Nhật các bác nhé, một sách của Nhật này. Và một sách của thằng tiếng Anh, tiếng Anh. Ở cái dòng loa lời kia thì nó có cả sách của Trung Quốc này. Ở đây thì nó chỉ có cái có tem bảo hành này, tem bảo hành này. Rồi nó có các cái địa chỉ
đấy, các cái trụ sở của các nước đấy, có Tây Ban Nha này, rồi Frank này, Australia này, Germany này, Italy này. Đấy, đây là số điện thoại của các trụ sở ở các nước nhé. Đấy, loa này là loa hàng mới chính hãng, nên là nó là cái dòng mà hàng có thể xuất đi các nước này. Tem cờ, các bác khi mua hàng mới thì nó sẽ rất là đầy đủ. Đấy, và chế độ bảo hành của cái hàng mới này nó cũng dài hơn là hàng bãi các bác nhé. Loa này thì có chế độ bảo hành là 1 năm, không như hàng bãi chỉ được 3 tháng thôi. Về kích thước của loa thì hôm trước bên em cũng đã có cái video giới thiệu về cái dòng loa này rồi đúng không ạ? Được trước Tết đấy. Chiều cao của nó là 80 này. Chiều ngang của nó không biết là 40 mấy, 46 hay sao. Ngang là 46 nhé. Chiều sâu là 40. Loa rất cao to, loa 30 mà lại còn nhìn to hơn cả loa 40. Cái này thì các bác để trong kệ, trong phòng khách nhìn nó rất là hoành tráng đúng không ạ? Mẫu mã này cũng rất là đẹp. Thùng cân màu trắng các bác nhé, màu sơn sần này. Đấy, màu trắng nên là cái ốc của nó cũng là cái dạng ốc thép chống rỉ, sáng quắc, đẹp, lung linh. Này thì sẽ không có hiện tượng han rỉ khi chúng ta dùng theo năm tháng. Căng đằng trước của nó thì được bọc nỉ, lớp nỉ rất là dày, dày và chắc chắn, chất lượng. Cái căng này cũng rất nặng anh em nhé, riêng cái căng này cũng đã nặng mấy cân rồi. Hình của nó hơi bầu bầu ở giữa một chút đấy. Tem này dạng là tem hình tam giác này, Behringer. Nhìn cái loa nó rất là sang trọng, lịch sự, có độ mềm mại này. Và loa thì cực nặng các bác nhá. Đấy, lúc nãy chúng ta xem thông số trên 30 cân một quả cơ. Ở đằng sau này thì thông số của nó này. Rồi modem này, các cái cầu đấu này, ở đây nó có cả jack lưu trích và cầu chúng ta đấu trực tiếp. Đấy, có hai kiểu đấu loa. Rồi nó có cái nút gạt là đánh chế độ bát chép này các bác. Đấy, ta có thể chuyên đánh lời, có thể là đánh đủ giải theo kiểu ba đường tiếng đấy. Đấy, còn về nội thất của nó thì chúng ta nhìn bên phần bên trong của nó thì rất là ấn tượng đúng không ạ? Đấy. Từ củ bát cho đến quả chung chép. Đấy. Chung chép thì nó nằm liền một cái khối. Đấy. Một cái phễu rất là to. Đấy. Rất là hoành tráng. Rất rộng các bạn nha. Đấy. Rộng gần bằng hết cái lửa cái loa ở phần trên. Đấy. Đàn tận đến đến ngoài cạnh. Như vậy thì độ lan tỏa âm thanh của dòng này rất là tốt. Đấy, bát này thì cũng nhất từ của nó là trầm từ 16-17 các bác nhé. Từ 17 này. Côn của dòng này thì nó vừa phải thôi. Đấy, côn tầm côn 53 thôi các bác nhé. 51-53 thôi. Đấy. Với những cái dòng loa mà công nghệ châu Âu thì bao giờ nó cũng côn nó không cần phải to anh em nhé. Đấy, cũng giống như những cái dòng loa JBL này. Côn nó nhỏ thôi nhưng mà loa thì rất là đắt và chất lượng. Quan trọng là cái chất lượng của loa. Đấy, côn nhỏ nhưng mà côn của nó được quấn nhiều lớp. Đấy, và cái dòng này thì thùng nó to nên chất bát nó ra cũng rất là dày ấm. Đấy, dày ấm. Dòng này thì tiếng bát của nó thì cũng rất là mềm mại nha. Đấy, chúng ta nhìn này, độ nét rất cao đúng không ạ? Từ phần kẹp từ, ánh 7 màu các bác nhé. Tem mát thì đầy đủ. Eurocom Behringer. Thông số nó đây. Công suất của nó là 200W. Trang web các thứ đầy đủ anh em nhé. Độ mới thì 100% rồi. Xương xương rất bóng mượt, xương sắt, nhưng mà xương ở đây cái chất liệu sắt của nó rất là tốt, dày, chắc chắn, cứng cáp. Màng của nó thì rất là nhẵn nhỏ. Đấy. Và nó có độ mềm mỏng các bác nhé. Đấy, màng cực mỏng. Các cái hệ thống keo gân này của nó này. Đấy, đường keo dán gân của nó này cũng rất là chất lượng. Đấy. Nhện. Nhện của nó thì nó nằm sâu ở phần bên trong đây.
còn ở đằng trước chiếc bát thì nó thiết kế theo kiểu gân hai sóng các bác nhá, gân lụa tẩm dầu, còn nguyên cái lớp keo nó dính ở gân. Cái gân này thì cũng rất là bền, này các bác nhìn cái màng này, khá là mỏng đúng không ạ, gần mỏng như là cái dạng JBL ấy. Chính vì thế mà tiếng của nó ra nó có độ trong trẻo và nó có độ sáng sạch sắc nét mà khá là sâu, rất là nhãn nhụi. Ở bên trong thì các bác nhìn bông tiêu âm thì bọc kín bốn xung quanh, cái tiết diện bên trong thùng thì rất là to đúng không ạ, rất to rộng. Thùng là thùng gỗ van ép anh em nhá, thùng gỗ van ép ốc nỗ chôn gen, và thùng rất là dày đúng không ạ, ván cực dày, dày hơn một số các cái dòng nó khác rất nhiều đấy. Hai lỗ thông hơi ở đằng trước này, còn về cái phần của chung và chép này thì nó nằm liền một khối đúng không ạ, chung của nó cũng từ của nó tầm từ 10 phân này, chép cũng tương đương như vậy. Chép này dạng chép neo anh em nhé, chép neo. Đấy, phễu của nó dạng như là dạng phễu phóng đấy, đây là phễu phóng các bác nhá. Độ lan tỏa âm thanh thì rất là rộng đúng không ạ. Đấy, cái phễu này chúng ta nhìn nó như cái dòng loa châu Âu, cái dòng loa Mỹ của Sherwin Vega hay là JBL, nó cũng thường nó có những cái miệng rất là to như thế này. Đấy, thằng này cũng vậy. Đấy, thằng này thì các bác chơi không gian rộng. Đấy, không gian khoảng tầm 30-40 mét rất là ok. Thì phễu này cũng rất chất lượng anh em nhé, cực dày, chắc chắn, cứng cáp, mọi thứ thì đẹp, zin 100% đúng không? Phần tần cũng rất khủng anh em ạ, phần tần của nó khá là to, nhìn hoành tráng, kể cả là phần dây rợ, dây rắc của nó, những cái rắc của nó cũng rất chất lượng, hàng xịn. Chúng ta nhìn nó chất lượng từ những cái dây, cái rắc ở đây. Những con tụ của nó chúng ta nhìn nó bọc rất là kỹ, lên mền phần tần của nó rất là dày dặn, độ sắc nét cao. Đấy, bông tiêu âm bọc bốn xung quanh cả bên này. Còn đây là những cái hèm để khi chúng ta đút cái căng vào đây và chúng ta bắt ốc ở trên chốc này, nó rất là chắc chắn, vận chuyển không sợ nó lung lay sập sạch gì. Màu trắng này rất đẹp anh em nhé, nói là cực đẹp. Màu này chúng ta nhìn nó sang trọng, nó lịch sự. Màu trắng này các bác để trong nhà nó đỡ bắt bụi các bác nhé, đỡ bắt bụi hơn màu đen đấy. Chính màu đen chúng ta để theo năm tháng thì nó lại bắt bụi. Màu trắng thì chúng ta chỉ giữ gìn này, hạn chế sờ mó vào nó thôi, chứ còn bắt bụi thì nó lại không bắt bụi như là màu đen đâu. Cái dòng này thì vừa mới đúng không ạ, vừa nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện, và giá thành hợp lý hơn so với lại một số hãng ở Việt Nam phân phối, giá rẻ hơn tới tầm ít nhất là một nửa, hơn một nửa. Nên và số lượng thì bên em lại cũng không có nhiều. Các bác cần những cặp loa này nhanh tay liên hệ nhá. Giá chỉ có 11 triệu bao ship thôi. Cái số điện thoại của em thì nay lại quên không bỏ cái biển ở đây rồi. Số điện thoại của Doãn Hưng là 0392 543 982, đấy cũng là số Zalo anh em nhé, anh em có thể nhắn tin số Zalo, hoặc tí nữa em sẽ để cái số điện thoại ở trên chốc màn hình đấy. Địa chỉ của Doãn Hưng là ở Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định, các bác có thể đến tận nơi, hoặc là anh em cần thì Doãn Hưng gửi hình gửi ảnh và tư vấn thêm cho các bác. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Anh em chấm tặng Doãn Hưng xin rút like nhá, hẹn gặp lại các bác ở clip khác.